Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình được gà game đây. Hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng có tên là Odin. Một vị tướng được mệnh danh là vua của các vị thần ở bên thần thoại Bắc Âu. Một vị tướng phải gọi là cha của Thor, thần sấm Thor mọi người. Nếu ai đã xem biệt đội siêu anh hùng hay là mấy cái anh hùng ở bên DC, ở Marvel thì có thể biết đến nhân vật Odin này. Còn Odin ở trong Loạn Chiến thì Odin cứ phải gọi là Odin trong Loạn Chiến thì lại không chuột mắt, có râu đen. Và chúng ta đến với cái chiêu 1 đầu tiên, bộ kỹ năng của vị tướng Odin này. Chiêu 1 thì chúng ta sẽ đập cái khiên xuống đất. Ô, trên này có chiến tranh này, có chiến đấu này. Quanh ra có vẻ là bên kia thì vẫn có lợi thế hơn, bởi vì bên kia Quan Vũ khá là lợi thế. Chiêu 1 của vị tướng Odin này, chúng ta sẽ đập một cái khiên xuống đất. Và cứ mỗi một mục tiêu trúng thì sẽ tăng cho Odin một lượng giáp nhất định. Có nghĩa là trúng càng nhiều mục tiêu thì cái lượng giáp của anh em sẽ tăng càng nhiều. Và không chỉ tăng giáp mà sẽ còn tăng cả kháng phép nữa. Và khi cái chiêu 1 này ở level max level thì mỗi một đơn vị trúng sẽ tăng 24 giáp vật lý. Mọi người cứ thử tưởng tượng là một Odin dùng chiêu 1 trúng 5 con lính thì 24 x 5 sẽ bằng 120 giáp đó mọi người ơi. Món trang bị tăng nhiều giáp nhất ở trong Loạn Chiến Mobile cũng chỉ tăng lên đến 90 giáp. Mà một cái chiêu 1 của Odin trúng 5 mục tiêu, nó sẽ tăng tận 120 giáp. Một lượng giáp rất là nhiều luôn, tăng sức chịu rất là nhiều. Ngoài ra còn nó còn tăng cả kháng phép nữa, cũng giống như giáp vật lý. Trúng càng nhiều mục tiêu thì giáp sẽ cộng càng nhiều. Và khi chiêu 1 max level, mỗi một mục tiêu bị dính chiêu 1 sẽ tăng cho Odin 9 giáp phép, 9 x 5 45. Món trang bị tăng nhiều giáp phép nhất Loạn Chiến đó chính là ma thạch và mắt trừ tà, tăng 35 kháng phép. Nhưng mà chỉ với một chiêu 1 của Odin trúng 5 mục tiêu sẽ tăng lên đến là 45 giáp phép, nhiều hơn 10 kháng phép luôn. Và chiêu 1 này thì mình cũng đã thử rất là nhiều lần rồi. Trúng tối đa sẽ là 5 mục tiêu nha mọi người, tối đa sẽ là 5 nội tại. Và chiêu 1 này nó sẽ gây sát thương. Hình như là mình cũng có vào đấu tập thử rồi, hình như là cái chiêu 1 này thì máu càng trâu thì sát thương nó sẽ càng lớn thì phải. Theo như mình thấy như vậy, mình cũng đã lên nhiều món trang bị có máu và sát thương nó có tăng. Đầu tiên mình sẽ lên cái giày mala trước nha, để tăng mala. Và sau đó đến với cái chiêu 2. Chiêu 2 thì sau khi chúng ta dùng, chúng ta sẽ lướt một đoạn rất là dài. Và nếu trúng tướng địch thì chúng ta sẽ dừng lại ở tướng địch. Và trong thời gian này Odin sẽ được tăng tốc đánh và tốc chạy. Tăng tốc chạy sẽ tăng lên 90. Và tốc đánh sẽ tăng dựa trên chỉ số cấp nha. Có thể tăng lên đến mình quên mất là tốc đánh tăng bao nhiêu rồi, thôi kệ đi. Nó sẽ tăng rất là nhiều tốc đánh, mình chỉ nhớ là sẽ tăng rất là nhiều. Ô thôi em ơi. Tha thầy. Rồi, mình ấn liên tục ulti này. Ô, nó đi đường nào nhở? Thế mà nó không bắt mình còn chấm máu cơ. Và chúng ta đến với cái nội tại của chiêu 4. Và đó thật sự là mình rất là hay luôn. Cái chiêu 4 là cái nội tại nha. Cứ mỗi đòn đánh thường thứ 3 đánh vào mục tiêu, chúng ta sẽ gây hiệu ứng đóng băng mục tiêu trong 1 giây và hồi máu. Cứ đòn đánh thứ 3 nha. Và hiệu ứng hồi máu sẽ giảm một lửa khi chúng ta tấn công vào lính hoặc quái rừng. Một đòn này, đây là đòn thứ 3 rồi. Lướt này. Một đòn, đánh thường, hai đòn, đóng băng, cắm kiếm. Ôi, cắm kiếm nó hơi chậm nhỉ. Và cứ đòn thứ 3 chúng ta sẽ gây hiệu đóng băng và gây thêm sát thương vật lý lên mục tiêu. Đóng băng tận 1 giây cơ. Và hiệu ứng này sẽ được làm lại sau 6 giây. Có nghĩa là sau khi anh em đánh 3 đòn đánh thường và gây đóng băng mục tiêu và hồi máu cho bản thân thì mục tiêu đó phải 6 giây tiếp theo chúng ta mới có thể là sử dụng lại cái nội tại và hồi máu đóng băng một lần nữa.
Cũng phải thôi, bởi vì là nếu mà đóng băng liên tục thì con này nó lại bá quá. Con này mà lên full tốc đánh mà có cái kiểu đóng băng liên tục thì nó lại bá quá anh em ạ. Chiêu 2 tăng rất là nhiều tốc đánh. Còn chúng ta đến với cái anti. Vừa xong mình cũng đã thực hiện một cái anti rất là chuẩn xác nhưng mà không kịp đớp. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mồi ngon đây rồi. Ok. Mọi người thấy ulti của vị tướng này giống con tướng nào? 3-0 rồi, double kill luôn. Ok, hoàn thiện cái giáp cối nhá. Cái anti này sẽ gây khác, nó rất là giống cái ulti của vị tướng Garen ở bên Liên Minh Huyền Thoại. Đập khiên này. Ui, tôi chết rồi. Ôi, bật giáp cối lên nào để hồi máu. Chiêu 2 mình hồi rồi. Rất là giống với Garen. Có điều là cái chiêu cuối của vị tướng Odin này nó sẽ gây sát thương vật lý thay vì sát thương chuẩn. Và chiêu cuối của Odin có thể gây sát thương diện rộng nhá. Nó sẽ gây sát thương tầm rơi vào tầm một tầm khi mà max level thì tầm mấy trăm sát thương gì đó. Và cứ mỗi 3 máu mất đi sẽ tăng 1 sát thương. Mọi người cứ tưởng tượng là một vị tướng có 3.000 máu đã bị mất 3.000 máu thì anti của Odin sẽ tăng thêm 1.000 máu. Và tối đa sẽ là 1.700 máu hay 1.200 máu ấy. Cũng phải thôi, bởi vì sát thương to quá thì nó sẽ gây sát thương diện rộng ra những đơn vị bên cạnh. Có thể là chết luôn đấy. Có nghĩa là để cho dễ hiểu nhá, thì máu tướng địch càng thấp thì cái ulti của vị tướng Odin nó sẽ càng lớn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mọi người cứ dùng cái anti này căn căn lúc tướng địch gần chết ý. Anh em hãng dùng ulti thì nó sẽ đam sẽ rất là to và có thể kết liễu tướng địch luôn. Nhưng mà có một cái điểm trừ ở cái anti của vị tướng Odin này thì nó rất là thời gian niệm ulti nó rất là chậm và bị khựng. Cái pha đầu tiên mình dùng ulti đó nó bị, đáng nhẽ pha đó là mình ăn được mạng rồi nhưng mà kiểu nó ulti của mình nó chậm quá, chưa kịp ulti, chưa kịp cắm xuống đất thì La Cha đã ăn mạng của mình rồi. Con này thì đi survey mình thấy là khá là ổn. Con này cũng là chất tướng survey mà. Cái chiêu 1 này nó sẽ gây sát thương dựa trên máu. Máu càng trâu thì đam sẽ càng to. Tuy nhiên là anh em lên đam thì sát thương nó vẫn sẽ tăng nhá, tăng nhiều đằng khác. Không nhất thiết chúng ta sẽ phải dùng chiêu 1 vào tướng địch để gây sát thương. Mọi người có thể dùng cái chiêu 1 vào đám lính, sau đó hãng dùng chiêu 2 lao vào tướng địch để hút sát thương từ bên địch nhá. Chiêu 1 nó sẽ cộng rất là nhiều giáp. Và trong giao tranh cố gắng dùng chiêu 1 trúng nhiều tướng địch nhất có thể. Cái chiêu 1 này mình thấy cái phạm vi tấn công của nó và cơ chế của nó rất là giống với cái chiêu 1 của vị tướng Trương Phi. Mọi người biết con Trương Phi rồi chứ, mình cũng làm một vài clip rồi. Nếu mọi người thích thì sắp tới mình sẽ làm thêm một clip về nó. Sau khi lên cái giáp cối thì anh em có thể lên cái hỏa kiếm được. Chúng ta ăn ra ca được rồi nhỉ. Bên mình có vị tướng Mao Sa. Một Mao là dịch ra là tiếng Việt là con chuột à. Đúng kiểu con chuột, con chuột kiểu thành tinh ấy, nó lém ra tiền. Và khi mà chiêu 1 không có một đơn vị lính nào, chúng ta dùng chiêu 1 chúng vào khoảng không ấy, không có không trúng lính ấy, thì chúng ta vẫn được một điểm lỗi tại của chiêu 1. Có nghĩa chúng ta vẫn sẽ được tăng 24 giáp thường và 9 giáp vật lý. Ui, KS là nghề của thầy rồi. Chỉ là 9 giáp phép và 24 giáp vật lý. Chết rồi, thằng kia chết rồi. Velom bên mình rất là khỏe. Velom cũng là, nói thật thì con Velom là vị tướng mà có, một trong những vị tướng có tỷ lệ thắng cao nhất của mình đó. Còn về bộ combo của con này ấy, cũng khá là đơn giản thôi. Dùng chiêu 2 trúng tướng địch, sau đó dùng chiêu 1 sau đó đánh thường và đóng băng đến khi tướng địch gần chết thì cắm. Rồi không kịp cắm ulti luôn. Ulti con này nó khá là khựng mọi người ạ. 4-0 rồi, mình khá là ulti con này khá là khó để kết liễu KS mạng tướng địch nha, bởi vì là nó cắm, thời gian kiếm cắm rất là chậm. Con này nhìn, mọi người nhìn đơn giản vậy thôi, cũng có khá là nhiều cách combo mà mình muốn giới thiệu. Cách combo đầu tiên, như đã nói vừa nãy thì dùng chiêu 2 lao vào, dùng chiêu 1 đánh thường, sau gần si gần chết thì dùng anti. Cách thứ hai thì mọi người có thể là đánh hai đòn này. Đánh hai đòn đánh thường đầu tiên nha, và giữ cho mình cái đòn đánh thường thứ ba. Sau đó
Sau đó anh em có thể nao chiêu 2 vào, tận dụng cái đòn đánh thường thứ 3 đó, đóng băng tướng địch. Và sau đó thì dùng chiêu 1 như bình thường và tấn công đến khi tướng địch thất máu và dùng anti thôi. Với lối lên đồ full tank này thì ui dồi ôi, cắm xịt kìa. Đối phương hơi nhiều đam. Với lối lên đồ full tank này thì mang tính chất SB như này thì cũng không cần thiết là chúng ta phải tấn công nhiều. Chúng ta chỉ cần lấy lỗi tại chúng ta đóng băng để cho tướng địch bị khống chế và ăn đòn thôi. Khi mà đóng băng tướng địch thì đồng đội chúng ta có thể gây sát thương rất là nhiều lên tướng địch đó. Và okay. Và chúng ta có thể tận dụng thời cơ đó mà KS mạng khá là tuyệt vời. Và cái cách combo như vừa nãy mình nói thì cứ 3 đòn đánh thường thì Odin sẽ được đóng băng tướng địch thì đánh 2 đòn. Sau đó thì lướt vào đánh đòn thứ 3. Cách combo đó thì chỉ gọi là giúp chúng ta đóng băng tướng địch dễ hơn thôi. Còn về cơ bản thì cái chiêu 2 của con Odin này sau khi chúng ta kích hoạt, chúng ta tấn công vào tướng địch thì Odin sẽ được tăng tốc đánh nó rất là nhiều luôn. Rất là nhiều. Ồ, La Cha bay vào nhưng không trúng ai. Ok, tôi chết rồi. Và mọi người xem video và mọi người có thể cho mình xin một nút like được không? Cái like này nó rất là quan trọng đối với mình. Như bao YouTuber khác, cái like này rất là quan trọng. Tuy là nó không đem lại được cái doanh thu cho mình nhưng mà nó cực kỳ quan trọng luôn. Không thể thiếu được. Video của mình có được đề xuất hay không cũng nó nhờ vào cái like này hết ạ. Tuy là nó không đem lại doanh thu. Nhắc mình nhớ thì có nhiều bạn hỏi về doanh thu của mình thì nó rất là ít. Thực sự nó rất là ít luôn. Nó không đáng để nói, cho nên là mình làm YouTube được 2 năm rồi. Nhưng mà doanh thu thì vẫn không thể cải thiện được, bởi vì là thời bây giờ thì các video nó đều được đầu tư rất là kỹ lưỡng. Những video quá bình thường sẽ không thể ăn được những fan đâu. Thôi bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cách combo tiếp theo. Cái lúc vừa nãy thì mình cũng đã nói rồi. Còn một cách combo đó chính là chúng ta sẽ dùng chiêu 1 vào lính trước, trúng thật nhiều mục tiêu. Sau đó chúng ta mới lao vào để hứng sát thương. Đây rồi. Thôi, bỏ. Vẫn sống này. Nó chém hết mà là... À, bên kia có con Lysander. Cái con đó nó chém hết mana của La Cha bên mình thì La Cha bên mình thì đồng ý là rất là mạnh. Nhưng mà nếu mà không có mana ấy thì nó rất là phế. Và Lysander bên kia thì có khả năng triệt tiêu mana rất là mạnh mẽ. Nó làm cho những vị tướng của nó làm cho La Cha không thể dùng được chiêu khi mà không có mana. Một cái công thức trừ mana rất là ức chế luôn. Mình cũng rất là sợ mấy cái con tướng triệt mana như vậy. Con Lysander này nó có khả năng triệt mana lên là cái con Lysander này nó rất là mạnh trong cái khoản solo luôn. Bây giờ solo tay đôi có khi là nó ăn tất kèo luôn ý. Nếu mà Venom chúng ta bật chiêu 1 trước xong bật ulti luôn xong lao vào thì may ra ăn được. Còn cốc kỳ bên kia bắn kinh quá. À con gì nhỉ, con Vinke à, đập khiên này à, 5-3 điểm nội tại rất là trâu luôn. Và trận này mình cũng có lên ma thạch rồi, lên ma thạch để tăng kháng phép cho đồng đội của chúng ta, cho nên là sát thương phép mình không có sợ. Và ok, có lẽ là video của mình đến đây cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Đừng quên cho mình xin một nút like nha. Like nha mọi người. Và một subscribe để ủng hộ cho mình nha. Còn giờ thì bye bye.